Không được nãy sướng nhưng khổ cái là giao phối đúng lần nó cũng chết luôn chứ bị nhiều lần như bên em mình. Con này nó ghê lắm á. Nó không vò vẽ nó chích một cái là nhức đường. Nè cho nó vô đây chi vậy? Vô đang con này. Hả?